Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để ta lắp cái cán cuống này vào trong cái ống tiếp nước này đúng chuẩn, mà ta chỉ cần hàn sơ thì nó sẽ vững chắc. Như cái đầu tròn này thì ta lắp vào đây. Đấy, tất nhiên là nó sẽ không vừa, mà nếu như có vừa thì ta chêm vào thì nó sẽ không được chắc. Các bạn đánh bẻ như thế này. Đấy, đánh bẻ thế này thì các bạn sẽ đút vào đây nó vừa vặn. Xong ta hàn mối đây lại. Đấy, ta đóng xuống tầm này. Thì ta sẽ hàn xung quanh này. Đấy, hàn xung quanh cái mối đây thì nó sẽ chắc, và ta đục một lỗ thủng xuống đây, ta hàn chấm lại cho nó chắc. Đấy, thì cái thuống này ta sẽ đào rất chi là ok, rất chắc. Vâng, video tôi hướng dẫn cách lắp can thuống đúng chuẩn đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.